Tổng cái này là bao nhiêu anh? Đôi loa trên 50 triệu, cái đầu trên 60 triệu. Đấy, cái âm ly cũng tầm trên dưới 40 triệu. À, dưới 40 triệu, cái âm ly 90 trơn. Thế là đã 160 rồi. Đấy, 160. Lữ Hoàng âm nhạc TC630 nhá. Con này gần như là mới cứng luôn. Ôi giời, mình cứ làm được bao nhiêu, mình cứ mua máy, mình là cất đi, mình không để ý đến bao tiền đâu. Mình không quan trọng về đồng tiền, mình chỉ quan trọng là mình yêu cái máy này, mình cứ mua hãng. Cứ ai có là mình mua, mình đấu giá được là mình, anh cứ để lại cho em. Đời chú nhỏ còn đẹp như thế này, thật sự với anh em, những con kính này tầm 20-30 triệu mình nhiều lắm. Nhưng mình không cần bán, mình cứ cất đi thôi. À, Solex chữ H đây. À, con này trên 50 triệu đây. À, cái kính này mình trên 50 triệu mình cũng cần gì bán đâu. Tại vì mình không phải là người cần tiền. Ờ đấy, mình cứ chỉ thích đồ thôi. Đấy, cứ bảo mình hâm hâm dở dở chứ không dở đâu. Nhưng mình chỉ thích đồ thôi. Cái dòng này mình quý lắm này. Cái dòng này nó như là xe gym đái ấy. Là anh em mình ngày xưa là mua gym đái ấy. Mình không có tiền, nhưng có tiền bây giờ mình mua hàng lắm 7 cái gym đái mình cất đi cũng được. Nhưng cái này anh em mình mua là cổ được. Đúng mua vàng ta. Hà Nội phố xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Duy đang đứng ở con đường trung tâm khu chợ đồ cũ, đồ cổ Vạn Phúc, Hà Đông. Vị trí Duy đứng đây thì cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng tầm 15 cây. Chợ phiên ấy thì thường họp vào ngày mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25. Như quý vị biết, Hà Nội đang có không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng tầm 13 độ C. Khi Duy tới đây thì quý vị và bạn có thể nhìn thấy là những cái gian hàng mở thì không nhiều. Một số những cửa hàng thì đang đốt củi để sưởi ấm. Mặc dù vắng vẻ này thôi, nhưng mà chúng ta đi một vòng ấy thì vẫn có một số những cửa hàng bán những đồ cũ để cho quý vị lựa chọn. Đến đây thì Duy đã tìm thấy được một cái cửa hàng chuyên bán về âm thanh băng cối. Duy cũng thấy là lạ. Đi qua Duy chỉ nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái cuốn băng rồi những cái đài nó mang cái kiểu dáng rất là cổ, và Duy cũng rất là tò mò đến để tìm hiểu. Và bây giờ Duy đã chọn được một cái cửa hàng ở kia. Duy cảm giác thấy là nó lớn nhất ở khu chợ đồ cũ này. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn cùng Duy, chúng ta cùng đi cùng Duy nhé. Âm thanh băng cối đây. Đây thưa quý vị, Duy mời quý vị và bạn vào đây. Cái đầu tiên là chúng ta nhìn thấy quý khách giao lưu, thật sự mua thì vui lòng đeo khẩu trang. Em chào chị ạ. Em chào anh. Vâng. Anh ơi, em là Duy của kênh YouTube Hà Nội Phố ạ. Hôm nay em đến chợ thì em thấy là có cái biển đây là giao lưu. Vâng, thì em xin phép anh chị là cho em được vào giao lưu với anh chị với lại làm chương trình về cửa hàng mình anh nhé. Dạ vâng ạ. Duy mời quý vị. Anh là Dần, còn chị là Hoa. Đúng rồi. À dạ. Em thì là họ Nguyễn Tiến Dần. Dạ. Thì em cứ gọi là Tiến Dần. Dạ. Còn cửa hàng em là Dần Hoa. À. Vâng. Dạ. Vâng. Hay quá. Anh đang sửa cái gì đấy anh? Vâng, em đang kiểm định hai cái con máy hôm qua, đêm qua em làm mà. Thấy nó ok rồi thì hôm nay mình kiểm định để cho nó chạy mà. Dạ. Vâng, cho nó chạy cho nó ổn định cho khách. Cái này là cái của khách này. Dạ. Còn cái này, tất cả có hai con này là của khách. Khách hàng người ta ở xa người ta gửi về. Dạ. Đấy, mình làm 3-4 hôm mới xong được một con này. Đầu này là AK, chạy bằng 7 in. Anh có thể mở nhạc nó lên được không? Dạ. Chạy như này chắc là được nghe được đây, rồi. Đây, nhạc đây. Đấy, đây là cái đầu này. Vâng. Đây là cái đầu này đang phát. Đấy. Đấy, đây, tắt này, mở này. Đấy. Đấy, đầu đang phát. Ổn định rồi, con này là ổn định này, hôm nay lắp cái. Em thấy nó chạy rất là ổn định kìa. Mặc dù cái motor trông rất là to nhưng mà cái âm thanh rung lắc cũng không nhiều. Ok, anh có thể tắt đi bởi vì âm thanh này nó vào YouTube thì nó sẽ không được. Dạ. Đấy, em sẽ mắt nhỏ cho anh. Em cứ để cho máy nó chạy suốt ngày thôi mà. Cứ để cho nó chạy suốt ngày. Để cho nó kiểu như là những linh kiện nào mà nó bị kém là nó sẽ chết. Đấy, nó chết xong mình xử lý luôn. Vâng. Đấy, cứ chạy từ giờ đến đêm luôn. Đấy, chứ không phải là tiếc rẻ điện đóm gì đâu. Để nó chạy, linh kiện nào chết là nó chết luôn. Vâng. Đấy, cho đến lúc người tiêu dùng người ta chỉ dùng 5-7 tiếng thôi thì ok, 100% luôn. Đấy, mình làm một cái máy mình cẩn thận, nó mất rất nhiều công. Máy này là máy bãi về. Máy mình mua đấu giá trên tra hàng eBay về chẳng hạn. Thế nào mình cũng phải làm như thế này hết. Đấy, tất cả những mà còn ai nhờ mình
làm mình sửa chữa cho là mình ok hết, mà mình phải làm quy trình của mình phải làm 2-3 ngày mới xong một con máy. Chứ bảo là làm 5-1-2 tiếng thì không xong được, thì nói chung là làm như thế cũng xong thôi. Thế nhưng nó không được tỉ mỉ đâu. Về cái băng cối này này thì lịch sử nó phát triển là sau cái băng đĩa, cái băng đĩa to ấy. À đúng rồi, đúng rồi, băng cối thì là đĩa than thì nó có nói chung là theo mình nghĩ thì là nó có trước đâu băng cối. À. Đấy, còn băng cối này nó có sau. Thế nhưng cái băng cối này nó có cái hay cho người Việt mình, dùng nó dễ xử lý. Với thứ hai là mình mà dùng rồi mình không thích bài này mình xóa đi, mình ghi chương trình khác được. Còn đĩa than ấy thì anh em dùng, nói chung là nó hơi kỳ công là không ghi được lại chương trình khác. Với thứ hai đĩa than dùng phải sạch không có bụi. À, cái này có bụi nó bẩn đầu từ thì anh em mình lấy bông lau cái là ok, thì lại hát bình thường. Thế thì cái này nó cũng không khác gì cái băng dây của mình đúng không? Đúng rồi, băng dây đài cassette nó cũng như băng dây đài cassette, nhưng băng này tiếng nó sẽ hay hơn băng dây vì nó sẽ dày sợi băng hơn và nó chiều ngang đường ngang băng nó rộng hơn. À. Đấy, thì nó tiếng nó sẽ dày tiếng hơn băng cassette. Băng cassette nó chỉ bằng một lửa phần 3 sợi băng này thôi. Đấy, nó như là anh em mình đi ở đường, một cái đường nó to anh em mình đi nó thoải mái, đường nó chật thì anh em mình đi nó phải hơi lom khom chẳng hạn. Kiểu giống như là anh em mình đi ô tô, xe sang, xe cỏ đấy đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Xương băng này chứa được khoảng bao nhiêu bài hát này? Thường là nó mỗi bài anh mình cứ tính là mỗi bài tầm 5 cho đến 6 phút thì nó tưởng tượng được mỗi mặt được 10 bài. Hai mặt, mặt A mặt B thì 20 bài thì là nó tầm 90 phút thì mỗi mặt là 45 phút. À, đây là băng 7 in. Thế còn băng 10 in là băng to, như băng đầu to. Băng 10 in thì nó sẽ được 180 phút thì nó nhiều gấp đôi băng này. Thì mỗi mặt lại 90 phút, hai mặt là 180 phút. Đó. Đảo băng thì có phải đảo hay nó chỉ quay ngược lại nó ra âm thanh? Không, như con máy này là chạy hai chiều, con máy này là chạy hai chiều, sẽ ngược lại đây, ngược lại đây. Hết băng mình đặt giấy bạc vớt vào đây là nó sẽ chạy vớt ngược lại. À. Thế con đâu? Con này ví dụ mình đang chạy ngược lại, mình muốn chạy tiến mình lại ấn nút này. Đấy, mình ấn nút này là chạy tiến. Đấy, máy mình đang phải tháo ra. Nó cũng tự động chỉ bằng cái nút ấn thôi. Đúng rồi, nút ấn hoặc đấy. Là mình đặt dán giấy bạc để nó đảo cái chiều motor, thì đến cuối băng nó đảo lại cái chiều motor, nó chập vào cái cầu này nó đảo chiều motor thì là sẽ quay ngược lại. Đó. Cái giấy bạc và giấy bạc sẽ dính vào trong cái trong cái băng này, nhưng sẽ đặt cuối băng. Cuối băng mặt này, cuối băng mặt này. Đấy. Thì là nó sẽ quay ngược lại thôi. Nó đảo chiều motor thôi mà. Đấy, nó cũng đơn giản thôi. Thế nhưng không biết thì là nó rất khó. Đấy. Tức là anh là vừa là yêu thích mà anh lại còn sửa được. Đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng ham mê mình sửa. Dạ. Tại vì nghề chính của mình là nghề chuyên sửa đồng hồ. Dạ. Đồng hồ đeo tay. Dạ. Thế nên là nó nói về cơ đồng hồ, với cơ này thì nó gần ngang như nhau. Dạ. Đấy, cái này không ai dạy mình đâu. Dạ. Còn nói chung là mình thích, mình cứ học thôi. À, mình cứ tháo ra mình làm thôi. Dạ. Tại nguyên lý về cơ thì là cơ đồng hồ mình làm rồi, mình được học rồi. Được học hành mình biết rồi. Dạ. Đấy. Nên là cái này nó cũng như cơ đồng hồ thôi, còn mạch của mình thì mình không biết về mạch mấy đâu. Đấy, mạch thì mình có thằng em rất là giỏi về mạch. Đấy, thì nó làm mạch. Đấy, ví dụ mạch nó chết cái bóng nào thì là nó anh em nó sẽ em nó sẽ làm, nhưng cơ thì là hai anh em cùng tập trung vào làm. Đấy. Cái này chắc là chỉ nghe băng này. Nghe băng dây này thôi. FM thì không có. Không phải là FM, nó chỉ nghe băng này thôi. À, nó chức năng nó chạy băng này thôi. Em thấy là ở cửa hàng anh rất là nhiều những cái dàn âm thanh, thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như khán giả về các cái mặt hàng cũng như cái xuất xứ của nó được không anh? Vâng, đây, những con đầu này. Con này là 1800SD AK anh nhá, 1800SD. Thì con này nó sản xuất có nó tầm 70 gì đó. Đấy. Con này nó chạy tự hành, nó chạy hai loa lách này. Hai loa bên này. Hai loa lách hai bên. Đấy, nó dọn 3-4 hôm xong bây giờ sạch, chạy ngon lành rồi. Ai mà thích thì anh em mình vẫn giao lưu để cho anh em dùng những cái con này mới là những con nó chất lượng. Như con này hiện tại anh bán là bao nhiêu tiền? Con này nếu mà mình bán thì bây giờ nó tầm có độ trên 15 triệu, dưới 20 triệu. À, cái giá tiền mình nói là có con xấu có con đẹp, có con đẹp lên tới 25-30 triệu, có con xấu chỉ có dưới 15 triệu thôi. Đấy, nó xê dịch. Đấy, nhưng những con này là những con đẹp rồi. Đấy, cực đẹp. Đấy. Dòng này AK, con này là 1710 là nó tượng trưng cho công suất ạ? Không, nó là đời máy. À, model. Model 1710.
cũng hai loa lách hai bên. Đó, hai loa lách hai bên. Băng này là băng 4 check. 4 check là chạy được 2 chiều. Đó. Còn băng 2 check thì là anh chỉ chạy được một mặt thôi. Như vừa nãy anh nói là có thể ghi được vào băng ấy. Mình ghi trên cái thiết bị này hay là đến không, cái cơ sở như anh mới ghi được? Không. Vẫn tự ghi được, nhưng người ta ghi sẽ không hay, không bằng chuyên nghiệp người ta ghi. Đó. Như mình đây, mình chuyên nghiệp ghi. Đó. Mình cũng có máy ghi. Đấy, anh em thích thì là mình sẽ ghi cho anh em. Mình có máy ghi. Thế mình không ghi nhiều đâu nhá, mình chỉ ghi gọi là cho anh em thích thôi, một hai cuốn thôi, còn mình cũng nhiều thời gian mình làm việc khác. Đấy. Thứ hai là mình để ghi thì là thứ nhất là phải là cái sợi băng phải thật tốt. Cái thứ hai là người ghi quan trọng. Còn máy thì là mình phải dùng máy, máy ghi là các loại đầu AK mình ghi rồi hoặc đầu tách mình ghi rồi. Đấy, chứ không cần phải máy cao cấp đâu. Dạ. Nói gì thì nói, vẫn là phải cái người ghi quan trọng nhất. Vâng. Đấy, để kết hợp làm sao ra cái âm thanh thật hay. Dạ. Đấy, chứ cứ đưa cho anh cái, anh không biết mà đưa cho anh cái máy thật tốt nhưng anh không biết gì về âm thanh để cho lên nó hay thì cũng không ra được tiếng hay. Hoặc là máy tốt mà lại đưa cho cái phôi băng lại không tốt thì cũng ra âm thanh cũng không hay. À. Đấy, nó là như thế. Anh bán cả băng cối này không anh? Đúng rồi, mình cũng bán cả băng cối này. Mình cũng bán, nhưng bán với số lượng rất là ít. Đã. Tại vì băng này nó cũng là băng băng cổ. Băng này không sản xuất mới. Đã. Mà nó là tàn băng từ bên nước ngoài chuyển về. Đấy, bên nước ngoài chuyển về thì mình thu mua trên eBay thì có lúc được 5-10 cuộn, 1-20 cuộn. Đấy, thì cũng làm gì có nhiều. Đã. Đấy, cào cấu nhau mới được 5-10 cuộn. Đã. Thế thì về anh em mỗi người đặt 1-2-3 cuộn. Thế là cũng hết thôi. Dạ. Đấy, đấy những cuộn băng đẹp. Đấy. Thế còn những cuộn băng xấu nó bán, nó bây giờ trên thị trường nó bán có 500-600 một cuộn thôi. Dạ. Thế nhưng băng thì phôi băng nó không tốt. Dạ. Phải nói là phôi băng không tốt. Đấy, mình ghi thì nó ra âm thanh sẽ không hay. Dạ. Đấy, thì nó sẽ chất lượng anh em mình dùng là nó không đạt theo tai của anh em mình được. Dạ. Đấy, còn nó vẫn ra lời bình thường. Cái sở thích đúng không ạ? Đúng rồi. Để mà được chọn được đài nghe được âm thanh tốt mà chuẩn ấy thì nó phải kết hợp cả cái cả sợi băng nữa đúng không ạ? Nếu mà dùng đầu băng cối anh em là phải bảo quản được sợi băng. Cái thứ nhất cái sợi băng này, cái sợi băng này này là anh em không dùng nữa, nó bọc vào ly lông là hai này. À, thứ nhất này, cái thứ hai là anh em mình phải lau đầu từ thật sạch. Hết một cuốn băng hoặc hai cuốn băng là mình phải lau đầu từ thật sạch. Chứ không lau đầu từ sạch là nó sẽ bị mờ tiếng. Mờ tiếng là nó sẽ bị cào vào băng, nó sẽ bẩn đấy. Đấy là báo trước cho anh em biết. Đấy là đầu băng cối cũng rất dễ dùng thôi, nhưng phải biết chăm sóc nó. Đấy, cũng phải lau đầu từ. Thế mình cũng có một anh khách mà anh 4 tháng nay không lau đầu từ. Thế thì không khác gì người mình 4 tháng nay không đánh răng, không rửa mặt, không tắm. Đấy, thế là không đua được. Chạy hết 1-2 cuốn băng là anh phải lau đầu từ. Đấy, để cho nó sạch cái đầu từ để nó báo tín hiệu lên thật lét. Vâng. Thế còn nó bẩn thì anh em mình cũng đã biết rồi. Nếu mà nó bẩn nha, nó bẩn thì là cái đầu từ nó sẽ ra cái tiếng nó rất mờ tiếng. Vâng. Nó lét, nó không được lét nữa. Nó mất cái độ lét đi. Bây giờ thế này, cái con này là có con 1800SD. Thằng Nhật nó đã sản xuất rồi, người Nhật người ta đã sản xuất rồi. Thì là nó sẽ kết hợp là đầu câm phát này. Xong rồi có cái âm ly ở trong này rồi. Vâng. Xong có đôi loa tự hài, loa toàn giải trong này rồi. Thì cái này nó combo như này thì là chắc chắn âm thanh nó ra cực hay rồi. À. Đấy. Thế còn đâu ví dụ mình mua một cái đầu câm, mình mua một cái đầu câm cũng đầu này không phải tự hành như đầu câm như đầu này chẳng hạn. Đấy. Như đầu này thì mình lại phải ghép vào một cái âm ly thật hay xong mới ra đôi loa thật hay chẳng hạn. À. Đấy, như đôi loa này rất hay đây này. Đấy, người chơi mà biết chơi vừa rẻ vừa hay đôi này đôi Teclic màng giấy. Đấy. SB660 đôi này rất hay mà lại giá lại rẻ. Đôi này chỉ ghép với con 7800, 7600 nó đánh ra tiếng cũng hay. Kết hợp với đầu băng cối này như con Soli này nó đánh ra tiếng cực hay luôn. Mà không đáng bao nhiêu tiền, cái đầu này chỉ ra chục triệu tí thôi. Đấy, cái đôi loa này cũng thế thôi. Đấy, cái âm ly trên dưới chục triệu và hơn 30 triệu là có một bộ dàn cực hay, cực đẹp mà đôi này là cực hay. Đây đôi loa này là chục triệu. Đấy, đây đôi loa này tầm hơn chục triệu. Mình cứ nói áng áng giá tầm hơn chục triệu. Đấy. Đấy cho nên ghép những vào băng cối vào đôi loa này nghe tiếng cực hay luôn. Đấy. Còn đâu nếu mà anh em mà sang chảnh thêm tí nữa mà gọi là theo cái thời mốt bây giờ là cổ là phải vào cổ là phải vào những cái đôi loa này. Đôi này 77A. Đấy, đôi loa 77A này, đấy, ghép với âm đi 2000X. Đấy, đôi 77A đôi này thì cực đẹp luôn. Đấy, đôi này mình sưu tầm mà. Mình đấu giá trên mạng đấy, đẹp lắm. Đấy.
Màng FB nhá, FB xịn luôn nhá. Đấy. Anh em phải lưu ý nhá. Đấy, màng FB xịn luôn nhá. Loa tuyến loa cực đẹp. Đấy. Đấy 77A cực đẹp luôn đấy nhá. Đôi này mà ghép với cái âm ly Sansui 2000X như âm ly này. Như âm ly này thì hết ý luôn đây này. Đấy, đây này nó là model Sansui 2000X. Đấy, anh em lưu ý nhá, ghép với 77A thì hết ý luôn đây này, model Sansui 2000X này. Đấy, hàng bãi nhá. Đấy, cực đẹp luôn thì quánh ra đôi loa 77A này thì cực hay luôn. Đấy. Thưa vị, chúng ta đi thử âm thanh mà. Mà quý vị không được nghe âm thanh ấy thì cũng hơi tiếc, bởi vì Duy cũng rất là muốn để cung cấp cái âm thanh thực chất để anh ấy mở. YouTube nó đánh bản quyền cho nên là Duy không thể cung cấp cũng như là nhờ anh ấy thử âm thanh được. Nếu quý vị mà yêu thích âm thanh thì có thể đến khu chợ, đến cái cửa hàng nhà anh để cùng giao lưu quý vị nhé. Những con đầu này là con đầu mình đầu đẳng cấp hơn, đẳng cấp hơn dòng kia. Đấy. Đây là cái đầu AK646 chạy băng 10 nhá. Vừa nãy là chạy băng 7 nhá. Con này băng 10 nó to như này cơ mà. Đấy. Đây là mình mở cho nó quay thôi, tại vì sợ nó gọi đánh bản quyền mà. Thế mình mở cho nó quay thôi, đấy. Thế thôi. Đó, con này là 646 nhưng chạy hai chiều nhá. Đấy, chiều lùi này, chiều tiến này. Đấy. Đấy, con này vớt cả hai chiều đấy. Cái đầu này là đầu vớt cả hai chiều. Đấy. Đây âm ly 9090 trơn nhá. Sẽ đánh vào đôi loa 99A. Đấy. Nếu mà YouTube mà không ấy bản quyền thì mình mở là nó sẽ hay lắm đấy, nhưng thôi mình không mở. Đây đôi loa 99A đấy nhá. Đấy. Đấy nhá, 99A. Đấy. Đôi 99A cực đẹp luôn đấy nhá. Đấy. Đấy, một dàn anh đã xếp ở đây. Đấy, một dàn, bộ dàn này xếp đây, một đầu, một âm ly, một đôi loa. Là một bộ. Tổng cái này là bao nhiêu anh? Trong ngày mình mua cái mình đấu giá về nó cũng đắt đấy. Đấy. Đôi loa trên 50 triệu, cái đầu trên 60 triệu. Đấy, cái âm ly cũng tầm trên dưới 40 triệu. À, dưới 40 triệu, cái âm ly 9090 trơn. Thế là đã 160 rồi. Đấy, tầm 160 rồi. Đấy. Tại vì mình cũng không có nhiều, mình những cái này là mình sưu tầm. Đấy. Thế thì con này đã gọi là hoa hậu nhất của cửa hàng anh chưa? Con này là thứ nhì rồi. Còn con hoa hậu đẹp hôm qua anh em lấy mất rồi. Con 747 để trên này này. 747 DBX. Thì anh em lấy mất rồi. Anh em đấy là anh em Hải Phòng. Đấy, ông lên ông lấy luôn. Ông bảo thôi để cho anh. Đấy. Thế cho nên là những cái con này là con thứ nhì thôi. Đấy, con này mới là con thứ ba. Con này là 635, con này là 646 rồi. 646 model 646 đây này. Đấy, model 646 này. 747 là hết số. Là đời này nó không sản xuất nữa. Là hết số rồi. Con này em thấy nó trung tính hơn con kia thì nó có gì đó nó nổi trội, giống như là cá tính mạnh mẽ hơn đúng không anh? Không phải, cái con này nguồn gốc của nó là nó cũng trắng như này đấy. Thế nên nhưng về Việt Nam mình muốn chuyển sang màu vàng đấy chứ. Anh em mình nhu cầu, anh em mình thích vàng bầy giống nhà cho nó sang trọng chẳng hạn. Thế nên anh em mình mới chuyển lên màu vàng. Thì gold lên màu vàng thì nó cũng có mấy đời gold đấy. Thế nhưng gold đời mà có tỷ lệ vàng thì mới gold được. Đời ý mới là đời như này, mới là đời đắt tiền nhất. Đấy. Còn đời bây giờ thì đời nó sơn màu vàng thì không đắt tiền đâu. Đấy. Thế nó chung tiền nào của ý thôi. Người Việt Nam mình không ai ngu cả. Ai cũng khôn hết. Thế nhưng tiền nào của ý thôi. Tất cả những cái đồng tiền mà bỏ ra những con máy đẹp mà được mình chăm sóc hoàn chỉnh này mà chạy liên tu thì mình cho chạy một tuần rồi cơ mà. Những con máy đã đắt tiền này phải cho chạy một tuần rồi. Con nào linh kiện, ví dụ cái chân bóng nào, con nào mà bị thối bị ấy là hỏng là chết luôn. Không chịu được đâu. Chạy quãng độ 2 hôm là chết luôn, hoặc chạy từ sáng đến trưa là chết luôn. Thế nhưng chạy một riêng một tuần rồi, xong rồi mình mấy test một tuần rồi, ok rồi mình mới yên tâm được. Mình ngủ cũng ngon. Đấy. Chứ không phải là đơn giản. Thế còn đâu anh em cứ bảo là sao máy dưới kia nó bán rẻ hơn 2-3 triệu, nhưng thật sự là vẫn là tiền nào của ấy thôi. Thứ nhất là hàng nó không được đẹp, thứ hai là thật sự nó bây giờ mình cũng phải bao nhiêu công mình chăm sóc vào những con máy như thế này, hàng theo dõi là hàng tuần thì mỗi ngày được có 500.000 thôi, không được nhiều. Đấy thì một tuần mới được có 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi 4 triệu. Đấy, nhưng bao nhiêu công mình săn sóc nó.
Đấy. Đấy. Cho nên là thật sự là cũng không ăn thua. Thế nhưng nói chung là ham mê thôi, chứ mình chả, mình cũng không cần gọi là phải bán được thì mình mới sống được. Mình không quan trọng, mình quan trọng là mình ham mê thôi. Đấy, mình cực kỳ ham mê đó. Miễn là phải chạy thằng ngon, đối thế là mình ngủ ngon. Đấy. Thôi thôi, còn tiền thì mình làm việc khác. Đấy, kiếm việc khác. Đấy. Chứ không phải là làm nhanh nhanh để bán. Đấy, cứ thế mình không thích đâu. Đấy, mình chỉ thích làm sao máy chạy thật ngon đối với mình á, để mình ngủ cho nó ngon. Đấy. Bảo hành thì anh bảo hành bao lâu? Bây giờ tất cả cái đồ điện tử này mình sẽ là bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng thôi mà. Đấy. Thế còn nếu mình bây giờ mình mua đầu giá bay bên nước ngoài về. Đấy, thì người ta có bảo hành cho mình đâu. Không ai bảo hành cho mình. Vì mình cũng là có cái đồng lãi thì thôi, chăm sóc cho anh em mình là người trực tiếp biết về máy thì mình bảo hành anh em tầm 1 tháng để cho anh em mình gọi là thoải mái. Thoải mái thế thôi. Thế còn đâu, ví dụ anh em mình sau này mà dùng nó có trục trặc nhỏ thôi, không có trục trặc to nữa thì mình sẽ mang đến mình chẳng hạn, mình sẽ gọi là với cái tính chất là sửa với giá ưu đãi nhất cho anh em. Đấy, vặt vãnh thì thôi không tính tiền. Đấy, ví dụ anh em mà tự làm 100V mà anh đi cắm 220V là anh phải chịu. Cháy nguồn, cháy nghiếc là các anh dùng anh phải bỏ tiền đuối ra. Đấy. Ví dụ nó bị con bóng con biếc các thứ mà nó do thời tiết này nó lồm, như mấy hôm nay mưa như thế này lồm ướt thế này do chân bóng nhân biết hỏng thì thôi đến anh em cứ đến mình không bao giờ lấy tiền. Đấy, mà nói thẳng một câu như thế. Đấy, lấy tiền những cái gọi là thật chính đáng thôi. Tại vì là bây giờ cái này nhiều cái mình cũng vẫn làm được mà. Mình biết bệnh của nó đơn giản. Đấy, nhưng cơ bản là máy chạy đã hoàn hảo được như thế này thôi. À, mình rất thích. Thật sự, đấy. Nghề chính của mình là nghề chuyên sửa chữa đồng hồ đeo tay. Thì mình cũng làm 12 năm đồng hồ rồi. Xưa là mình đã đi làm đồng hồ, mình đã chơi cái đồ này rồi. Thế nhưng thật sự là bây giờ mắt kém không làm được đồng hồ nữa. Thì bây giờ quay về gọi là chơi vài ba bộ, 5-7 bộ như này, mình cứ bày trong nhà nó cũng đẹp. Mình chơi 5-7 bộ mà, mình đi sửa đồng hồ nhà mình lúc nào cũng có 5 bộ trong nhà. Đấy. Thế nhưng ngày trước thì cái mảng đấu giá eBay thì nó cũng chưa có lắm. Đấy. Nó cũng chưa có lắm thì là bây giờ nó có đấu giá eBay rồi thì là mình sẽ mua được hàng ở bên nước ngoài trực tiếp về với mình. Đấy, trực tiếp về với mình thì là mình sẽ mua được nhiều hàng, mình về mình tự dọn tự làm, nó sướng lắm, làm xong một con máy nó mà chạy ngon lành xong nó sướng lắm. Thì nhà mình cũng làm phải có chục bộ mình thích mình chơi. Đấy, mình còn một ông anh trong Sài Gòn nhà 70 bộ hàng đồng bộ cơ. Bảo ông bán ông không bán. Ví dụ lau đầu tư là phải gạt càng xuống, con này từ 646 lau đầu tư phải gạt càng xuống nha, gạt càng lau trong má càng này thì nó mới check được lại anh em nhá. Cái này vặn hết về bên phải để check nha. Lau trong má càng trong này này, chứ mọi người không biết thì cứ lau bên ngoài là không được đâu nhá. Lau cái má càng trong này này, lấy cái bông ngoài tai, lấy ít lọ dầu đây. Đó, lọ dầu đây nhá, 3M đấy nhá, đây nhá, cái lọ 3M này nhá. Thứ hai là lau đầu từ anh em mình hạ càng xuống. Đó, cái này nói với người chơi đầu băng cối từ 635 trở lên. Đây, lau đầu từ nhau, lau hai vế nhá, lau thật sạch nhá. Cứ hết một cuốn băng anh phải lau chứ không phải là 4 tháng không lau đâu nhá. Đấy, lau hai vế là hai hàm từ mà anh em nhá. Đấy, với thứ hai là nó vớt được hay không là anh em lau ở trong càng, anh hạ cái càng lau ở trong này này. Trăng là trong này, cứ đừng có lau ngoài là không đúng đâu, lau ở trong tại vì tí nữa gài băng là băng nó sẽ tì bẩn vào trong này. Bên này cũng thế. Đấy, nha, đấy, thế xong rồi. Anh em lau đầu từ xong rồi, tất cả các đầu máy là cứ chơi một cuốn, hai cuốn là phải lau đầu từ. Đấy, xong rồi nhá. Anh em đưa băng vào, anh em đấy, bật lên thì nó sẽ lên âm thanh, nó rất là lét, lét căng luôn đấy. Anh em hiểu chưa? Đấy, cái này cái quan trọng lắm, nhiều người không biết. Với thứ hai là cái vặn check này, anh em muốn check này, nó check ngược lại là nó ở cái nút này này, anh em phải vặn hết sang bên phải cho mình. Vặn hết sang bên phải cho mình nhá. Đấy, vặn hết sang bên phải. Cái thứ nhất là như thế, cái đường quýt này là cái đường quýt này, mình không biết về tiếng Anh đâu. Input gì mình không biết đâu, đây là đường quýt anh phải vặn hết lên cho em. Đấy. Vặn hết lên, đấy, 635 thế. Cái này cứ để cho nó vớt tròn. Đấy, băng đặt giấy bạc ở treo cuối băng nó sẽ là vớt ngược lại. Đấy, anh em chỉ nhớ hai cái nút này cho mình thôi. Cái này phải đây. Monitor gạt lên tab nhá. Gạt xuống là không có tiếng cấp ra đâu. Đấy, gạt lên tab nhá. Đấy, đừng có nhung suộc, suộc là không đúng đúng. Đấy, đây là con 646, 635 cũng như thế. Đấy, 747 nó cũng như thế. Đấy, nói về anh em đúng như mình làm như này thì đầu lúc anh nghe lúc nào cũng nhạc âm thanh ra tiếng hay mà không bị mờ tiếng, thật sự.
Đây, mình có thằng em là chuyên về kỹ thuật. Đấy. Đấy, vào đây giới thiệu cho anh em cái. Đây, em đây. Đấy. Đây nhà em ở đây nhá, là chuyên về mạch. Vâng. Cực giỏi về mạch luôn. Đấy, chuyên về chuồng này. Đấy, chuyên mạch, mạch thì kể cả âm ly 90 các thứ anh em đều ấy nhá. Đấy. Đấy. Tất cả các loại âm ly, anh em chuyên về mạch. Đấy. Đấy, hai anh em là kết hợp là làm. Đấy, một em làm ngày, một anh làm đêm. Đấy, khoa ngoại, khoa nội đàng hoàng ấy. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Là mạch này là phải có thời gian học. Là phải qua trường lớp đàng hoàng. Đấy, còn mình chỉ biết về cơ thôi. Đấy, thế mình phải kết hợp với thằng em nó chuyên về mạch. Nó siêu về mạch. Tất cả những cái dòng âm ly này nó làm. Cái dòng này mình quý lắm này. Cái dòng này nó như là xe gym đái ấy. Này, anh em mình ngày xưa là mua gym đái ấy. Mình không có tiền, nhưng có tiền bây giờ mình mua hàng lắm 7 cái gym đái mình cất đi cũng được. Thế nhưng cái dòng này nó như cái xe gym đái, quý lắm. Thật, tiền không quý bằng đâu. Thật sự có đồng tiền mà không quý bằng đâu. Tiền thì tiêu ngay. Nhưng cái này anh em mình mua là cổ được. Đúng mua vàng ta. Thôi mình cũng chả có nhiều đâu, mình mua được 3-4 con mình cất đi vậy. Đấy. Càng ngày càng đắt hơn. Càng ngày càng đắt hơn mà. Đấy. Mua 3-4 con cất đi cho sướng. Lúc nào thích là bật lên đèn xanh lên nó đẹp lắm. Nên màu xanh nước biển nó đẹp lắm, mà nghe nhạc thì nó phê lắm. Đấy. Đây là cái đầu so ly tự hành này. Cái này thì tự hành tức là như thế nào anh? Tự hành gọi là nó có loa, hai loa hai bên nó tự nó hát. Đấy. Ví dụ là tự hành là con này là so như nó là hoàng từ Lữ Hoàng âm nhạc TC630 nha. Con này gần như là mới cứng luôn. Con này mình mua đấu giá bên nước ngoài về. Nhưng về mất 4 hôm mình dọn những con này lên xong đẹp như lên như này. Nhưng con này về mình dọn đã chạy ok rồi. Thế nhưng dòng này nói về nguyên lý chỉ có nói với thợ thì mới biết được thôi. Còn nhưng anh vẫn nói với hai em là mình nói là con này là nó chạy bằng bánh đá. Nó kêu lắm. Nó ý nghĩa là nó kêu sau cái mức nó cứ gột nó chạy bánh đá. Nó tì có dụ nhau mình về mình cho chạy bằng dây cu loa. Chạy bu ly bằng dây cu loa. Êm tít tin thịt luôn. Bác lại sáng tạo thế. Mình sáng tạo cho chạy bằng dây cu loa. Êm thít luôn, không dùng bánh đá nữa. Thế đơn ra anh em mà mua được những con mà mình đã làm như này rồi, những con này mới là còn hay. Đấy, bền vô cùng luôn. Đấy, mà êm. Đấy, những con mới như này. Như con này bao nhiêu tiền anh? Con này nó tầm trên 20 triệu. Đấy, những con đẹp như này. Những con xấu thì nó chỉ tầm 12, 13, 14, 15 triệu thôi. Đấy. Con này là TC630 nhá, Soli nhá. Còn con này nữa này. Con này cũng là Soli này, cũng là tự hành hai loa. Con này là 4 loa cơ, hai loa sườn, hai loa lách. Con này là TC530. Đấy. 530 xong đến 630. Xong một con nữa là con 730. Với 730 mình hết rồi. Đấy, những con này mới là con hay. Con này hết, trong nhiều khách hỏi lắm. Đấy, nhưng hôm nay có mấy con nó đẹp nó về. Tức là cái này là dòng bán chạy nhất của anh ấy à? Bán chạy nó dễ, nó tầm tiền. Nếu mà đỡ phải đầu tư. Không phải đầu tư nhiều, loa đây này. Đấy. Vì đưa lên cái là nó úp cái mặt vào đây, nó xách như một cái vali luôn. Nó đậy hai cái loa lên cái mặt, xách như một cái vali luôn. Đấy. Con bác làm giỏi, trông như mới luôn. Không, hàng nó đẹp rồi, những con đẹp thì nó đắt đấy. Đấy, cho nên anh em không bì được giá đâu nhá. Đấy, cho nên những con đẹp nó sẽ cao tiền và những pha cao tiền đã đành rồi, nhưng mình làm cẩn thận anh em dùng sướng hơn. Nói về tâm lý, chắc chắn là nó sẽ sướng hơn. Cái thương hiệu của những cái băng cối này thì em thấy là có Akai này, với lại những cái dòng gì nữa? Akai này, Tech này, Pioler này, Sansui này, Victor này, nói chung là nó nhiều lắm. Thế nhưng tôi thông dụng nhất vẫn là Akai xong đến Tech. Đấy, thứ ba mới là Pioler. Đấy. Akai là của Nhật đấy. Akai của Nhật, Tech cũng của Nhật, Pioler cũng là của Nhật. Đấy, nhưng nó mấy hãng. Đấy. Nó mấy hãng. Đấy, em thấy cái này của anh. Những cái máy này của mình là thật sự với anh em là mình chuyên để ghi băng. Đấy. Máy chuyên để ghi. Cái máy này chuyên để tua băng này, để lau băng cho sạch này. Đấy, lau băng mình sẽ kẹp giấy ăn vào đây này. Đây này. Anh em nhá, lau băng mình sẽ kẹp giấy ăn ở đây này. Đấy, đây là ví dụ mình lau băng mình cũng thử cho anh em đây này. Đây mình lau băng này. Ví dụ những cuộn băng Maxen như này chuyển bên nước ngoài về nhưng vẫn phải lau sạch này. Đây, kẹp giấy ăn ở dưới nhá anh em nhá. Đây này, giấy ăn đây này.
Đấy, kẹp giấy ăn ở dưới. Giấy ăn lau sạch. Lau xong sạch rồi mới cho vào thâu nhá. Xong cho vào xóa, xóa xong sấy, sấy mới thâu. Đấy. Đấy, cứ lau như này thôi. Lau đi lau lại có độ tầm 5 lần. Thế băng nó sạch thì anh mới cho vào xóa. Cho vào xóa xong rồi anh mới cho vào thâu. Cũng mất 3 công đoạn, nửa thời gian hết. Cuộn băng này không phải đơn giản, làm 5 cho đến 6 tiếng. Đấy, riêng sấy mất hơn tiếng rồi. Đấy, sấy mất hơn tiếng rồi. Thế phí khi một cuộn là bao nhiêu tiền anh? Mà làm cho anh em thì công mình cứ lấy 800 nghìn một cuộn. Đấy, nhưng với tính chất là 800 nghìn là cả là mình dán ni lông ở bìa luôn, dán ni lông ở cái vỏ hộp này cho anh em luôn này. À, ví dụ cái vỏ hộp này mình dán ni lông lên thì không bao giờ hỏng được cái mặt là lít nhạc. Đấy, nó hay là cái điểm. Nếu mà mua mới thì bao nhiêu tiền anh? Tức là anh bán hết. À, mình bán riêng ruột này không, mình bán tầm 4,5 triệu đến 2 triệu. À, tùy theo ruột loại gì. Đấy. Nhưng đa số mình là ruột mắc sen hết mà. À, ruột thì mắc sen nó sẽ đắt hơn đấy. Bộ là bộ ghi, chắc là ghi thì anh không bán rồi đúng không? Hai máy đấy ghi thì mình cũng không bán. Mình để ghi nó đang thuần rồi. Cũng đầu ghi băng này cứ 6 tháng là mình phải kiểm định một lần. Cứ 6 tháng là phải mở ra dầu mỡ một lần. Đấy. Những cái đầu này là nó mình phải kiểm định thì mình mới nó hơi trục trặc cái là phải bỏ ra làm luôn. Đấy, chứ không để không được. Không để thấy mà ghi được ghi nó sai hết. Đấy. Còn trong không gian đây là những cái hàng à cái hàng những cái hàng này những cái đây này, đây là những cái hàng này là cái hàng mà mình chưa dọn được. Mình chưa dọn được. Tức là anh mới nhập về đấy. Ờ, mình mới nhập về có độ mấy cái đầu cassette, mấy cái đầu băng cối này nó mình chưa dọn được. Dạ. Nhưng là chưa có thời gian dọn. Dạ. Thì về mình làm có khi 4 5 hôm mình mới làm được một con thôi. Đây này. Dạ. Như cái này này. Đấy, cái con M10 này. Mình làm 4 5 hôm mới được một con máy thôi. Dạ. Chứ còn đâu là mình thích thì mình cứ mua về thôi. Đấy. Em thấy cửa hàng của anh cũng khá là nhiều đấy. Tính ở đây là cũng phải đến tiền tỷ đấy đúng không ạ? Ôi giời, mình cứ làm được bao nhiêu mình cứ mua máy mình là cứ đi, mình không để ý tới bao tiền đâu. Mình không quan trọng về đồng tiền, mình chỉ quan trọng là mình yêu cái máy này mình cứ mua hãng. Cứ ai có là mình mua, mình đấu giá được là mình anh cứ để lại cho em. Đấy. Đấy, hoặc anh em mà đấu giá được thì là tôi để lại cho em hoặc để lại cho anh thế thôi, chứ mình có quan trọng về đồng tiền đâu. Đấy. Không quan trọng về đồng tiền, nếu mà cứ nghĩ bảo là tiền tỷ hoặc tiền 100-200 triệu thì không ấy. Đấy, mình kính cổ mình cũng nhiều lắm. Vâng. Riêng kính cơn mình tầm 20 con kính cơn, mỗi con kính cơn tầm 20-30 triệu. Vâng. Nhưng mình cất đi mình không cần bán đâu. Mình cứ để cất đi, không cần bán. Vâng. Đấy. Mình cũng hình về kính với đồng hồ. Vâng. Cho nên mình không cần bán những cái đồ ấy. Giống như mình cất giữ vàng ấy đúng không? Đấy, đúng mình rồi. Cứ giữ thì cũng không sợ mất giá. Giữ thì còn. Cũng như là mình đang giữ của ở trong nhà thôi. Đây, đây nói điều anh em gì? Đây, kính đây, nói điều anh em làm gì? Kính đây mình là nghề làm kính những cái tủ này từ bao nhiêu năm nay rồi. Đây, nói kính cổ ấy. Đây, nói về kính này, đây. Đây, kính cơn này. Đấy, kính mình cơn là kính gì ấy? Kính cổ. À, kính cơn. Ở American của Pháp đây. À. Đây. Đấy, những con này kính đời American nhưng đời chữ nhỏ mà còn đẹp như thế này. Đấy, đời chữ nhỏ còn đẹp như thế này. Thật sự với anh em, những con kính này tầm 20-30 triệu mình nhiều lắm. Nhưng mình không cần bán. Vâng. Mình cứ cất đi thôi. À. Đây, Solex chữ H đưa đây. Con này hơn 50 triệu đây. Dạ. Đây, Solex chữ H đây. Đấy, con này trên 50 triệu đây. Đấy, cái kính này mình trên 50 triệu mình cũng cần gì bán đâu. Dạ. Đấy, mình cứ để thôi, mình để mình chơi thôi mà. Đấy. Bác trông mặt rất là hiền nhưng mà chất ngông trong người rất nhiều. À không, đúng thật. Tại vì mình không phải là người cần tiền. Dạ. Đấy. Mình cứ chỉ thích đồ thôi. Dạ. Đó, cứ bảo mình hâm hâm dở chứ không dở đâu. Nhưng mình chỉ thích đồ thôi. Đấy. Đấy. Đây, Solex chữ H nha. Còn đây Solex đòn kính nữa này. Đấy. Đâu anh, nhìn vào cái nào để biết được là Solex. Đấy, dòng Solex thì nó cơ bản nó to. Đây. Solex chữ H thì anh em phải hiểu một câu là cái góc này của nó như cái chữ H luôn này. Đấy, mình để lâu nha, máu đỉa nó lên kinh rồi đấy nhá. Vâng. Anh có đeo đâu, anh cứ để trong tủ đấy mà. Vâng. Đấy, còn đòn kính gọi là cái mặt tiền của nó ngang, nó như cái đòn kính này. Vâng. Tan kính cổ thôi, hiểu chưa? Vâng. Đấy, đây để cho nói qua để anh em biết thôi, mình nghề kính, nghề đồng hồ làm gần 20 năm rồi. Vâng. Đấy, kính anh làm mười mấy năm rồi, đồng hồ làm mười mấy năm rồi. Còn âm thanh này được bao nhiêu năm anh? Âm thanh thì anh mới ra được khoảng 4, 5 năm thôi. À,
Đây là 455, thế nhưng mua trong cái 455 là anh ham mê thì anh mới lên mình ham mê thì mình mới gọi là mình quyết tâm, mình kể cả mình làm một con máy 5 hôm có khi chỉ được hơn 1 triệu bạc thôi. Đã. Chứ không phải làm cho các em có dám lấy nhiều đâu. Đã. 5 hôm chỉ được 1.7 triệu, 1.8 triệu thôi nhưng mình vẫn làm. Đã. Chứ không phải là mình 5 hôm tính ra được bao tiền thì thế vợ con chết đói. Thì cái việc vợ con về vợ con. Đã. Nhưng thôi mình cái lấy chỗ lọ ngủ chỗ kia. Đã. Đấy. Ngoài băng cối ra là anh bán cả những cái băng cassette. Ở đây băng cassette là mình có hết mà. Băng cassette mình có hết mà. Đấy, những cái đầu cassette này cũng chưa dọn được. Đấy, nói thật với anh em là chưa dọn được. Đấy. Chưa dọn được thôi, cứ để đấy. Đấy, trong mình cứ có người, mình có thời gian mình lại dọn. Đấy, dọn này không phải mình thuê ngược người. Đấy. Đây chỉ là cái xương. Đây là cái xương băng. Đấy, tất cả đây là xương băng 10 đấy. Xương băng to, băng đại đấy. Đấy, xương bắc sen này, xương bắc sen Nhật xịn đấy chứ. Đấy, xương Nhật xịn này. Xương Nhật đấy, mình tháo ở băng ra mà, tháo sợi băng ra. Đấy. Đấy, anh em cứ có gì thì anh em mình cứ liên hệ với mình tên là Nguyễn Tiến Dần. Đấy, cửa hàng của mình là ở cửa chợ đồ cổ Vạn Phúc, Hà Đông. Thì cửa hàng đề là Dần Hoa, mình tên là Dần, vợ tên là Hoa thì đề là Dần Hoa. Dạ. Thế nhiều người đến đây bảo là cứ đi tìm Tiến Dần. À. Nhưng tìm Tiến Dần sao là không có chợ ở chợ này, chỉ có Dần Hoa thôi. Dần Hoa là cửa hàng nhà mình. Dạ. Đấy, mình phải đính chính lại như thế. Vâng. Là cửa hàng nhà mình. Thế còn ông Tiến Dần là mình họ Nguyễn Tiến Dần. À. Thế gọi là mình chỉ cần Tiến Dần dần thôi. Chứ không cần Tiến nhanh đâu. Vâng. Tiến nhanh dễ chết. Hiểu chưa? Vâng. Đấy. Cứ tiến dần dần thôi. Thế là anh sinh vào năm giờ. 74. À, dạ. Rồi mình sinh năm 74. Vâng, vâng. Thôi mình cứ gọi là mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thôi. Đấy. Vâng. Đấy. Cảm ơn anh Dần rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Và đây là một video Duy với anh Dần giao lưu thôi, chứ không phải là quảng bá, quảng cáo đúng gì rồi, cả. Đúng rồi, nếu mà quý vị cũng có một cái niềm đam mê hoặc là có những cửa hàng mà sở hữu giống như anh Dần này thì cũng có thể liên hệ với Duy. Duy đến, Duy trải nghiệm, Duy chia sẻ để kết nối với mọi người có cùng đam mê thôi, chứ không phải là quảng cáo. Nếu quý vị mà muốn trực tiếp đến ngắm nghía, được sờ mó cũng là được thưởng thức đôi tai của mình thì hãy đến trực tiếp nơi đây nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Dần rất nhiều. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và không phải bán được nhiều nữa mà lại trong kho anh lại càng đầy hơn. Càng sưu tầm được nhiều. Và mình thích sưu tầm lắm. Mua một con máy xong về mình thích lắm. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Quý vị nhớ nhấn like cũng như hãy chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của kênh Hà Nội Phố. Xin chào quý vị.